Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản gửi các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc công bố công khai lãi suất cho vay thực hiện xong trước ngày 1 tháng 4 năm 2024. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục thực hiện việc công bố lãi suất cho vay bình quân, lãi suất cho vay các chương trình tín dụng, gói tín dụng và các loại lãi suất cho vay khác nếu có. Tổ chức tín dụng tự chịu trách nhiệm về tính đầy đủ kịp thời chính xác của thông tin, số liệu công bố trên trang thông tin điện tử của tổ chức tín dụng, đồng thời chủ động tiếp nhận, giải đáp và xử lý các vướng mắc từ khách hàng. Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng gửi đường dẫn của chuyên mục công bố các loại lãi suất trên về Ngân hàng Nhà nước trước ngày 1 tháng 4 năm 2024. Cũng theo Ngân hàng Nhà nước, so với cùng kỳ năm ngoái, đầu năm 2024, nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp, người dân đang chậm lại, nên các ngân hàng đều chủ động đẩy mạnh cho vay vốn với lãi suất thấp.